Tin cập nhật ngày 17 tháng 1 Chúng ta sắp lấy lại nước Mỹ, ông Trump khẳng định trong cuộc meeting đầu tiên của năm 2022 tại Arizona. Thống đốc Đảng Cộng hòa Florida tuyên thệ nhiệm chức, hứa trả lại quyền tự do cho người dân. Ngành bán lẻ Mỹ hứng bão kép. Thu Lâm rất vui khi được gặp quý vị trong bản tin cập nhật ngày 16 tháng 1 qua các nền tảng YouTube và Snapchat Chat của DKN TV. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và ngay bây giờ Xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Chúng ta sắp lấy lại nước Mỹ. Ông Trump khẳng định trong cuộc meeting đầu tiên của năm 2022 tại Arizona. Ông Trump đã có bài phát biểu tại khu tổ chức sự kiện Canyon Moon Ranch ở Florence, một thành trì của Đảng Cộng Hòa, cách thủ phủ Phoenix của tiểu bang Arizona khoảng 110 km về phía đông nam. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vẽ ra một bức tranh tươi sáng về tương lai của Đảng Cộng Hòa tại cuộc meeting đầu tiên của ông cho năm 2022, được tổ chức vào chiều ngày thứ Bảy, ngày 15 tháng 1 ở Arizona. Ông nói, một lan sóng đỏ khổng lồ sẽ bắt đầu tại đây, ở Arizona này, và sẽ quét qua khắp đất nước chúng ta nó sẽ cuốn vô số người theo chủ nghĩa xã hội của Đảng Dân Chủ ra khỏi nhiệm sở và thay thế bằng những người yêu nước thuộc Đảng Cộng Hòa. Chúng ta sẽ làm điều đó và quý vị là những người bỏ phiếu. Đây là năm chúng ta sẽ lấy lại Hạ viện, chúng ta sẽ lấy lại Thượng viện và chúng ta sẽ lấy lại nước Mỹ. Điều này rất quan trọng, ông Trump nói với đám đông đang hưởng ứng nhiệt tình với tiếng hò reo. Đây có lẽ là cuộc bầu cử quan trọng nhất mà chúng ta từng có. Tôi tin, rằng năm 2024 sẽ còn quan trọng hơn nữa. Vào năm 2024, chúng ta sẽ lấy lại tòa bạch ốc, ông Trump nói thêm. Hàng nghìn người ủng hộ đã tập trung tại cuộc meeting của cựu tổng thống Trump. Đây là cuộc meeting thứ hai của ông ở Arizona kể từ khi ông rời nhiệm sở. Cựu tổng thống mô tả đám đông, những người ủng hộ là một biển người kéo dài hết tầm mắt. Ông Trump cũng kêu gọi các hãng truyền thông có mặt tại đó hãy ghi hình sự kiện vị cựu tổng thống đã sử dụng quy mô của sự kiện số người tham dự để đặt câu hỏi về kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Số lượng những người có mặt tại đây hôm nay là minh chứng lớn lao cho những gì đã diễn ra. Bởi vì người dân Mỹ đang khao khát sự thật, họ muốn đất nước của họ hồi sinh, cựu tổng thống khẳng định. Một ai đó ở đây, ý chỉ tổng thống Trump, thu hút lượng người tham gia sự kiện trải dài vượt tầm mắt và đoàn xe đỗ lại đã kéo dài 25 dặm đó không thể là người đã thua trong một cuộc bầu cử, ông Trump nói. Và bây giờ, bởi vì điều ấy, đất nước của chúng ta đang bị hủy diệt. Ông Trump bày tỏ sự thất vọng về tình trạng hiện tại của nước Mỹ. Ông cũng bày tỏ hy vọng tình hình sẽ thay đổi với việc vạch ra các chương trình nghị sự, bao gồm loại bỏ các lệnh bắt buộc liên quan đến COVID-19, điều tra các sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 và chống nhập cư bất hợp pháp. Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Carrie Lake, cho chức thống đốc Arizona, trong khi gọi thống đốc đương nhiệm ông Doug Ducey, một đảng viên đảng Cộng hòa là một đại diện tồi tệ của tiểu bang. Bà Lake, một cựu nhà báo đã hứa sẽ loại bỏ các lệnh bắt buộc liên quan đến COVID-19 nếu bà trở thành tân thống đốc. Bà cũng hứa sẽ đảm bảo tính toàn vẹn của cuộc bầu cử và giải quyết vấn đề nhập cư bất hợp pháp, bao gồm cả việc hoàn thành xây dựng bức tường biên giới. Cựu tổng thống Mỹ chỉ trích nặng nề các lệnh bắt buộc về Covid-19 của chính quyền ông Biden. Ông Trump đánh giá những chính sách đó đã làm suy yếu nền kinh tế một cách triệt để. Ông Trump kêu gọi người Mỹ nói với Joe Biden rằng: "Các lựa chọn về sức khỏe của người Mỹ không phải việc của ông ấy, chúng ta có quyền đưa ra lựa chọn của riêng mình. Với những quyết định mà họ đã đưa ra, họ đang phá hoại cuộc sống của mọi người, sa thải người Mỹ khỏi công việc của họ, buộc những đứa trẻ vô tội lớn lên với những chiếc khẩu trang." đóng cửa trường học hành động phá hủy nền giáo dục phá hủy sự phát triển và tương lai của những đứa trẻ và nhốt mọi người ở trong nhà ông trump nói họ chính quyền biden đang thực sự làm tổn thương người dân mỹ họ đã lấy đi phẩm giá của người mỹ lấy đi quyền tự do của người mỹ và tôi nói rằng mọi chuyện đã đủ rồi chúng ta sẽ không thể tiếp tục chấp nhận những điều này đây là thời điểm mà người mỹ phải giành lại mạng sống và tương lai ông trump nói thêm chúng ta phải làm điều đó chúng ta phải mạnh mẽ đã đến lúc những đảng viên đảng Dân Chủ cấp tiến phải để cho gia đình chúng ta được yên, để người già của chúng ta được yên, để con cái chúng ta được yên với hệ thống miễn dịch mạnh mẽ của con trẻ. Những hãng dược phẩm lớn Big Pharma đang kiếm được núi tiền khổng lồ. Đảng Dân Chủ đang đặt lợi nhuận doanh nghiệp lên trên quyền của người dân Mỹ. Những kẻ mất trí tham nhũng và thêm khát quyền lực này cần phải nghe thấy tiếng nói của chúng ta thật to và rõ ràng đã hết rồi cái thời mà cuộc sống của chúng ta bị các chính trị gia và quan chức Washington kiểm soát. Chúng ta không chấp nhận các lệnh bắt buộc liên quan đến COVID-19, bao gồm các yêu cầu dành cho nhân viên chăm sóc sức khỏe tuyến đầu. Ông Trump nói rằng, ông đã chống lại các lệnh này một cách quyết liệt và sẽ luôn luôn làm như vậy. Cựu Tổng thống nói rằng, nếu Đảng Cộng Hòa giành lại quyền kiểm soát Quốc hội, họ sẽ bắt đầu cuộc điều tra về các sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 ngày mà Điện Capitol của Mỹ bị xâm nhập. Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu các cuộc điều tra về những gì đã xảy ra, những gì đã thực sự xảy ra bởi vì những điều này đang bị tẩy trắng. Ông Trump nói khi chỉ trích cuộc điều tra hiện tại của Ủy ban Hạ viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo. Ngày 6 tháng 1 đã trở thành cái cớ của Đảng Dân Chủ để biện minh cho một cuộc tấn công chưa từng có đối với quyền công dân và quyền tự do so của người Mỹ, ông Trump nói thêm. Ông Trump cũng chỉ trích cách đối xử với những người đã bị giam giữ trong cuộc điều tra cho ngày 6 tháng 1. Có một sự ngược đãi tồi tệ đối với các tù nhân chính trị. Điều gì đang xảy ra với những người đang ở trong nhà tù? Việc lạm dụng quyền lực một cách trắng trợn để sách nhiễu các đối thủ chính trị của họ, đảng Dân Chủ, thật đáng hổ thẹn. Nó chưa bao giờ xảy ra đến mức như thế này, ông Trump cho biết. Các bị cáo của ngày 6 tháng 1, hầu hết trong số họ bị buộc tội với các tội danh bất bạo động, các đảng viên đảng Dân Chủ đã tạm giam họ vô thời hạn mà không cần xét xử, ông Trump nói. Những người này đang sống trong địa ngục, hãy để họ chiến đấu, để họ gặp luật sư, để họ ra ngoài. Những người này đang bị bức hại. Ông Trump cũng chỉ trích vụ bắn Ashley Babbitt và người đàn ông đã bắn cô. Hãy xem anh ta có thể làm gì nếu không có sự bảo vệ mà anh ta đang có, ông Trump nói. Thật là hổ thẹn khi anh ta đã bắn Ashley. Người dân Mỹ xứng đáng được nhận câu trả lời. Cuộc meeting ngày 6 tháng 1 là một cuộc phản đối chống lại cuộc bầu cử lừa đảo được thực hiện bởi các đảng viên đảng Dân Chủ mất trí, các gã khổng lồ công nghệ Big Tech, các phương tiện truyền thông đưa tin tức giả. Tất cả cùng hợp tác để đánh bại Đảng Cộng Hòa và vị Tổng thống yêu thích của các bạn. Tôi, ông Trump phát biểu. Ông Trump nói rằng một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa nếu họ giành lại quyền kiểm soát quốc hội sẽ là ngăn chặn làn sóng người nhập cư bất hợp pháp qua biên giới phía Nam bao gồm cả nạn buôn bán người. Cựu Tổng thống cho biết, Đảng Cộng Hòa có kế hoạch tăng số lượng nhân viên của ICE và của đội tuần tra biên giới để bắt giữ và trục xuất người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp. Theo ông Trump, nước Mỹ nên thông qua một đạo luật rằng các quan chức thành phố, những người cố ý thả tội phạm sẽ bị buộc tội. Theo đánh giá của ông, tình hình biên giới đã thay đổi từ trạng thái tốt nhất sang tồi tệ nhất trong khoảng thời gian một năm qua. Hơn 2 triệu người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp đã xâm nhập qua biên giới của chúng ta. Nhưng đó cũng là một con số giả do cánh báo chí và những người khác đưa tin. Ông Trump tin rằng con số thực tế có thể gấp 10 lần. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang nói về hàng chục triệu người đang đổ vào đất nước này, ông Trump nói. Tôi nghĩ rằng đó là hàng chục triệu người và đây không nhất thiết là những người chúng ta muốn ở đất nước của chúng ta. Cựu Tổng thống Mỹ lưu ý có một số lượng kỷ lục trẻ em không có giấy tờ di cư đến nước Mỹ qua đường biên giới. Ông cáo buộc các đảng viên đảng Dân Chủ đã thúc đẩy các chính sách rất tàn bạo, các chính sách đã đẩy những thanh niên dễ bị tổn thương vào vòng tay của những kẻ buôn lậu trẻ em, buôn người và các băng nhóm tội phạm rất độc ác. Những gì các băng nhóm tội phạm đang làm với phụ nữ và trẻ em là không thể tin nổi. Nạn buôn người chủ yếu xảy ra đối với phụ nữ và những gì chúng đang làm với phụ nữ thật kinh khủng. Tuy nhiên, Bất chấp tất cả điều này, những người cực đoan cánh tả vẫn rất cố gắng thông qua lệnh ân xá hàng loạt cho những người nhập cư bất hợp pháp, ông Trump nói. Thống đốc Đảng Cộng hòa Florida tuyên thệ nhậm chức, hứa trả lại quyền lực cho người dân. Hôm thứ Bảy, thống đốc của Liên Xoan Kinh của Đảng Cộng hòa tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ đã tuyên thệ nhậm chức. Ông nhấn mạnh trong bài phát biểu nhậm chức của mình sẽ trả lại quyền lực và tự do cho người dân và bắt đầu làm sạch các chính sách cực tả, bao gồm các lý thuyết phân biệt chủng tộc và nhiệm vụ tiêm vaccine bắt buộc. Ông Yonkin đã tuyên thệ nhậm chức tại tòa nhà quốc hội Richmond. Ông hứa với một giọng điệu lạc quan rằng sẽ khôi phục lòng tin của người dân đối với chính phủ và trả lại quyền lực cho người dân. Lễ nhậm chức đi kèm với các màn bắn súng và biểu diễn của không quân trên không. Ông nói, dù bạn bỏ phiếu cho ai, tôi hứa sẽ là tiếng nói của các bạn, thống đốc của các bạn tiểu bang virginia vốn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của đảng dân chủ trong hai năm qua giờ đây sẽ mở ra một chương mới trong quản trị của đảng cộng hòa thống đốc nói những người dân virginia của tôi chúng ta phải băng bó vết thương hở khôi phục lòng tin tìm kiếm sự đồng thuận vì lợi ích chung và củng cố tinh thần của virginia nói rõ hơn tinh thần này của virginia không được chính phủ đưa ra để cho chúng ta biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta mà phản ánh ý chí của người dân để bảo vệ các quyền được bảo đảm bởi hiến pháp của chúng ta. Chính phủ và các nhà lãnh đạo được bầu phải làm việc cho người dân của chúng ta mỗi ngày. Ngành bán lẻ Mỹ hứng bão kép Vốn đã chật vật do đứt gãy cung ứng trong năm qua, các cửa hàng tạp hóa ở Mỹ hứng thêm rắc rối và có nguy cơ trắng kệ vì một cơn bão mùa đông ập tới. Không riêng New York, nhiều địa phương khác ở Mỹ cũng đang ra sức chuẩn bị đối phó với một cơn bão mùa đông cường độ mạnh có thể khiến hàng hóa trên kệ vắng bóng thêm một thời gian. Theo đài CNN, một cơn bão mùa đông cường độ mạnh đã di chuyển theo hướng đổ bộ vào khu vực Trung Tây, bờ đông và miền nam nước Mỹ trong kỳ nghỉ cuối tuần. Cơn bão này được nhận định sẽ giáng thêm đòn mạnh vào các siêu thị, cửa hàng tạp hóa vốn đã chật vật để duy trì nguồn cung các mặt hàng thiết yếu từ sữa, nước trái cây, sản phẩm, súp đến thịt trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị đứt gãy trong hơn một năm qua. Nhiều trang cá nhân trên Twitter đang loạt ảnh những kệ hàng chơi trọi bên trong chuỗi tạp hóa Trader Joe, các cửa hàng của Trend Foods và Public cùng nhiều hệ thống cửa hàng khác. Bức ảnh mà bà Maya Dautery đăng trên Twitter hôm 9 tháng 1 cho thấy, điểm bán hàng của Trader Joe ở Bethesda, bang Maryland đã được người mua dọn sạch các sản phẩm, trong đó có cả thực phẩm. Thời điểm chụp ảnh là 4 giờ chiều, lúc đó cửa hàng này Trader Joe thường luôn có hàng, bà Bradbury nói. Nguyên nhân kệ hàng trống trơn được nhân viên cửa hàng giải đáp là do nguồn cung hàng tạp hóa xuống thấp vì xe tải giao hàng bị mắc kẹt bởi bão mùa đông đã di chuyển lên bờ đông vào cuối tuần trước. Không có một quả trứng nào, không có trái cây tươi, không có tỏi trong cửa hàng. Về cơ bản, các mặt hàng thiết yếu hàng ngày đều thừa thớt, bà Dautry than phiền. Đến ngày 13 tháng 1 vừa qua, bà Dautry tiếp tục đến một cửa hàng Chime Foods gần đó không có gà xay và các sản phẩm từ sữa gần như bị xóa sổ, bà Dautry nói. Các mặt hàng đông lạnh, thịt, bánh quy, các sản phẩm từ giấy, nước trái cây cũng trong tình trạng khan hiếm. Theo dữ liệu mới nhất của công ty nghiên cứu thị trường IRI, các chuỗi siêu thị trên toàn nước Mỹ đang phải đối mặt với nguồn cung tất cả các loại thực phẩm và hàng gia dụng ngày càng thắt chặt hơn. Công ty này cho biết, thời điểm tốt nhất các cửa hàng tạp hóa ở Mỹ có thể giữ chữ được từ 90 đến 95% các loại sản phẩm. Nhưng trong tình hình hiện nay, người tiêu dùng sẽ nhìn thấy các kệ hàng thừa thất dần khi hàng tồn kho giảm xuống dưới 90%. Hậu quả là người tiêu dùng Mỹ đang phải tiêu dùng ở mức giá cao hơn. Đầu tuần này, bà Teresa Hinker, một cư dân mạng New Jersey tỏ ra rất thất vọng khi có mặt tại một cửa hàng tạp hóa Wegmans ở thị trấn Marloren, hạt Burlington, bởi các kệ hàng tại đây trống trơn, còn giá thực phẩm tăng chóng mặt. Tôi đã dừng lại ở Wickmans và tôi đã bị sốc, bà Hinker nói. Bít tết sườn có giá hơn 25 đô la Mỹ trên một bao, còn so điệp giá 32,99 đô la Mỹ, bà Hinker cho biết thêm. Theo ông Doug Baker, Phó Chủ tịch Quan hệ Ngành hàng Hiệp hội Công nghiệp Thực phẩm FIA, sự tấn công của các hiện tượng thời tiết cực đoan vào đúng lúc khó khăn như hiện nay có thể phá vỡ chuỗi cung ứng hàng tạp hóa. Hiện tượng này thường chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và sau đó chúng tôi sẽ khắc phục, ông Baker nói thêm. Tuy nhiên, sự thiếu hụt lượng lớn nguồn cung của ngành công nghiệp thực phẩm do đại dịch, đặc biệt là khi số ca nhiễm COVID-19 tăng cao do biến thể Omicron gần đây, cộng với thời tiết mùa đông khắc nghiệt đang đẩy chuỗi cung ứng vào tình thế khó khăn hơn. Ông Baker cảnh báo, sẽ xảy ra hiện tượng người tiêu dùng ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi các cơn bão mùa đông, đổ xô đi tích trữ hàng hóa. Thưa quý vị, mục tin cập nhật của DKN TV đến đây tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo